7. Cô Trương à, lúc đó cháu cầm di chúc đưa cả cô và bà nội của Dương Quang xem, nhưng thái độ của họ rất cứng rắn, còn nói di chúc của cô là giả. Giữa mọi người có phải có hiểu lầm gì không? Cũng đã qua gần 30 năm rồi, hiểu lầm này phải nói từ đâu nhỉ? Người vốn dĩ không nên ở bên nhau lại cố ở bên nhau. Cháu nói xem, việc này đau khổ thế nào, nên chia tay lại là giải thoát. Vậy năm đó lúc cô đi, sao không mang Dương Quang theo? Lưu Vọng, cháu vẫn chưa cưới đúng không? Chưa à? Tốt lắm. Khi nào cháu trưởng thành thật sự, tới lúc đó hãy cưới chồng sinh con cũng chưa muộn. Năm đó cô 24 tuổi đã sinh ra Dương Quang. Cô hoàn toàn không biết thì ra là một người mẹ lại gian nan và bất lực như vậy. Nên cô đã bỏ cuộc à? Thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Chúng ta nói về căn nhà đi, được không? Chào bác chủ. Cháu có việc gấp, phải gọi một cuộc điện thoại. Chỗ bác có mấy bàn không? Xin lỗi cháu nhiều, chỗ bác không có. Dân à, là thế này. Tôi thấy thời gian địa điểm do tôi quyết định thì hơn, vì dù sao thân phận của tôi, mong cô có thể hiểu được. Mọi chuyện thay đổi ắt có biến. Anh thay đổi đột ngột quá, đừng nói anh giấu chưa bẩn gì nhé. Cô ơi, xin lỗi cô nhiều, hôm nay khiến cô đi mất công rồi. Chúng ta bị con trai cô đùa rồi. Cháu còn có việc, cháu phải về trong phố. Không sao, vậy cháu về đi, cô ngồi thêm một lát nữa. Vâng, cháu đi trước nhé. Tôi rót thêm ly nước cho chị nhé. Dân, cảm ơn. Vừa nãy Dương Quang có tới phải không? Tôi không biết Dương Quang nào. Mời chị Dung. Dân. Uống chút nước đã. Luật sư Lưu, chị gọi điện cho em mà không gọi được. Ừ, được. Chị đợi em tới nhé. Tôi không nói với cô nữa. Luật sư Lưu gọi điện đến, cô ấy bảo tôi không nói nhiều với cô. Không sao, không sao. Chị uống nước đã, cứ bình tĩnh. Xin lỗi, tôi tới muộn. Chị Giảng, ta nói chuyện một lúc nhé. Cậu sao? Tôi càng không muốn nói. Tôi chỉ muốn tòa án phán quyết thôi. Phán quyết xong, tôi sẽ dắt con đi. Tôi không muốn thấy bà ấy nữa. Đừng đừng, vậy Lâm Lâm phải làm sao? Thằng bé có chịu cả đời này cũng không gặp bà nội không? Chị Dạng,
Theo chúng tôi biết, chồng chị và chị trước đây vì lý do công việc nên thường ở ngoài, nên từ nhỏ tới lớn Lâm Lâm gần như đều được bà nội nuôi dưỡng, đúng không? Đúng là bà ấy nuôi dưỡng. Nhưng cậu xem bà ấy dạy con tôi thành ra thế nào kìa. Ngày xưa bà ấy chia sẻ quan hệ của tôi với con trai bà ấy, giờ bà ấy lại chia sẻ quan hệ của tôi với con trai tôi. Chỉ riêng chuyện đó thôi, tôi cũng chỉ mong tránh xa bà ấy ra rồi. Chị Giang, tôi thấy mâu thuẫn giữa chị và mẹ chồng chị không hẳn là không thể hòa giải. Còn nữa, hai người cứ đấu tiếp với nhau như vậy, vật hy sinh cuối cùng chỉ có thể là Lâm Lâm thôi. Nếu từ bây giờ chị bắt đầu không cho Lâm Lâm gặp bà nội của nó, chị có từng nghĩ đến một ngày Lâm Lâm khôn lớn có thể nó sẽ hận chị không? Người mặc giày vô địch thiên hạ, anh đúng là vô địch. Luật sư Lưu à, cát bụi dặm trường quá, mau ngồi xuống uống miếng nước, bình tĩnh nói chuyện nào. Nói cái gì? Luật sư Lưu, cô ngồi xuống đã. Tôi có thể giải thích. Giải thích cái gì? Điệu hổ ly sơn phải không? Dương đông kích tây phải không? Anh chơi binh pháp tôn tự với tôi hả? Anh lấy mẹ ruột mình để bày ra trò biệp này. Anh đúng là vô liêm sỉ tới mức độ nhất định rồi. Anh đổi tên thành Dương vô sỉ đi. Luật sư Lưu, cô ngồi xuống đi. Cô bớt giận đã. Cô đã hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì? Cô hỏi anh ta xem anh ta có vô sỉ không? Tôi vô sỉ? Anh ta lừa em ra ngoại thành là gì? Anh ta muốn tới đây lung lay chị. Chị thấy người như này hòa giải cho chị, chị tin được không? Vô sĩ. Trả tiền giá xe 2 triệu đây. Món nợ hôm nay chúng ta từ từ mà tính. Dương vô sĩ. Sếp, suốt cuộc anh đã làm gì người ta? Cô luật sư gà mờ này phản ứng cũng nhanh lẹ đấy. Mới đó mà đã về tới rồi. Đây chính là phòng của mẹ. Thế nào à? Mẹ có vừa lòng không? Hướng Nam đó, mùa đông rất là ấm áp. Ừ, đẹp phết đấy. Cây chăn trúc này con cũng chuyển đến cho mẹ đó. Hằng cơ cũng chu đáo thật, chuyển qua mà mẹ thích đến luôn. Sao mẹ cứ trái một câu hằng cơ, phải một câu hằng cơ thế? Qua này rõ ràng là con chuyển đến cho mẹ mà, liên quan gì tới anh ấy? Con là con gái của mẹ, mẹ không hiểu con sao? Từ bé con đã xuề xuề xòa xòa bao nhiêu năm nay, lại được hằng cơ chiều chuộng như thế. Những việc giặt trong nhà thế này con không bao giờ nghĩ tới, cũng không nhớ được. Nếu không phải hằng cơ nhắc con, mẹ không tin là con sẽ nhớ đâu. Được rồi, mẹ vừa lòng lắm. Bây giờ mẹ muốn đi xem phòng của con. Mẹ, con dẫn mày đi, từ từ thôi. Mẹ tìm gì thế? Chỗ quần áo này của hằng cơ đều đem tới tiệm giặt đồ để giặt mà, sao lại nhăn nhúm thế này chứ? Tiệm giặt đồ không là sao? Có là chứ. Mẹ à, tại xe con nhỏ quá, bao nhiêu quần áo quần ấy để trong xe con nên chắc lại bị nhăn. Để con là cho nấy sao? Hằng cơ đi thôn Tiền Câu, nhưng thôn Tiền Câu cũng không xa, sao phải nửa tháng mới về một lần chứ? Là như vậy mẹ à, anh ấy đang bàn chuyện di dời mà, rất nhiều dân làng đều không đồng ý, nên là anh ấy phải ở đó thêm một thời gian, tạo quan hệ tốt đẹp với dân làng ở đó, sau này mới dễ nói chuyện. Mẹ nói có đúng không?
trả tiền vé xe hai chiều đi. Món nợ hôm nay chúng ta từ từ mà tính. Dương vô sĩ. Sao sắc mặt xấu thế? Thế à? Xấu thế mà chị không biết gì sao à? Dù mẹ chồng con dâu tranh chấp phố đồng hồ. Em bảo em không làm, không làm. Chị cứ bắt em làm. Có phải chị có mục đích gì không? Có mục đích gì chứ? Tôi làm vậy không phải là để cố giãn bình tĩnh nói sao? Dù mẹ chồng con dâu tranh chấp có thể tạo ra điểm nóng trong xã hội. Nếu làm tốt được vụ này sẽ có rất nhiều người quan tâm. Dương Quang, cậu đừng giận dỗi trẻ con với tôi nữa. Nếu cậu không làm được vụ này, cậu có thể nói thẳng với tôi. Kích tướng không hề có tác dụng với em đâu. Em đồng ý với chị thì nhất định sẽ làm. Hơn nữa sẽ nộp một bản đáp án dự ý. Vậy cậu băn khoăn cái gì nữa? Đáng lẽ đây chính là một vụ việc rất nhỏ, sao tự nhiên ở giữa lại có một luật sư gà mờ chen vào? Cô ta phá số em khắp nơi. Đã là luật sư gà mờ thì cậu băn khoăn cái gì? Lười chả muốn nói nữa. Anh, cuối cùng em cũng tìm được anh. Sao thế? Là Tu xảy ra chuyện rồi. Em cứ bình tĩnh, từ từ nói. Chính là cô gái tài khoản thích xanh trên mạng Lam Tuyết, cô ấy nói nửa năm trước lúc chụp ảnh tuyên truyền cho ngày yêu ngực là Tu quấy rối tình dục cô ta. Anh La, anh Quy, được rồi, chụp được rồi. Nào anh Tu, để nhiếp ảnh gia nổi tiếng chờ lâu rồi. Không sao, không sao, không sao. Tẩy đi. Gì cơ? Tôi nói rồi, phải chụp mặt mộc. Cô bảo cô trang điểm nhẹ, đợi một tiếng đồng hồ. Cô nói tôi nghe, đây là trang điểm nhẹ sao? Dạo này tôi ngủ không ngon, da không đẹp lắm. Nếu không trang điểm thế nào thì chụp sao được? Chủ đề ảnh lần này là xoắn nghèo miền Tây. Cô quá trang còn đậm hơn cả dai mặt qua. Cô thấy phù hợp không? Anh bảo là ai mặt qua? Đừng giận. Tôi nói một lần nữa, lần chụp ảnh này đã được thống nhất lên kế hoạch. Tôi không thể vì một mình cô mà ảnh hưởng đến phong cách tổng thể được. Anh La, anh La, có phải nói chuyện như anh ta không? Anh La, bớt giận đi. Anh La,
Nghe tôi nói đã, anh nên biết làm Tuyết nhà tôi được coi là nữ tác giả nhan sắc bậc nhất. Lần chụp ảnh này, đúng là chúng tôi đã đồng ý với Phương Ái, nhưng anh không thể bảo cô ấy cố ý xấu xí, hủy bỏ hình ảnh được. Nữ tác giả nhan sắc bậc nhất, cô ta quá trang đậm như vậy, không phải là vì sợ người ta nhận ra cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ sao? Không phải đâu, anh nói ai phẫu thuật thẩm mỹ chứ? Chị Tuyết, anh nói ai phẫu thuật thẩm mỹ hả? Anh có chứng cứ không? Anh là không hề có ý đó, có tin tôi kiện anh phỉ báng không? Xin lỗi mà, tôi bảo cô xin lỗi sao? Đến địa bàn của tôi thì làm việc theo quy tắc của tôi. Cô có hai lựa chọn, hoặc là rửa mặt cho sạch, hoặc là đi ra. La Tu, anh nên hiểu rõ hôm nay là Phương Ái. Sếp anh đích thân xin tôi đến. Đó là Phương Ái xin cô, không phải tôi xin cô. Không chụp đúng không? Được. La Tu, anh sẽ phải trả giá cho hành động hôm nay của mình. Chị Tuyết, chị Tuyết, chị Tuyết, đừng giận. Sau khi bị La Tu chọc giận bỏ đi, làm Tuyết đi gặp phóng viên, thật không ngờ La Tu là người như vậy. Em nói thật cho anh, suốt cuộc La Tu có làm gì với em chưa? Đúng thế, Tinh Tinh. Suốt cuộc anh ta có từng làm chuyện xấu gì với em không hả? Không chỉ là hành vi, mà gồm cả lời nói nữa. Không mà, anh ấy không làm bất kỳ chuyện gì, không đứng đắn với em hết. Anh ấy cũng không làm gì Lam Tuyết. Chuyện này bùng nổ trên mạng, nó xảy ra nửa năm trước. Nửa năm trước em vẫn chưa tốt nghiệp. Sao em biết được? Em tự biết thôi. Kể cả em có ở bên anh ấy không, em đều biết. Anh ấy không phải người như thế. Đừng để tình cảm che lấp đôi mắt được không? Có thể là tôi phức tạp hơn em tưởng rất nhiều. Tinh Tinh, em còn nhỏ, em không hiểu nhân tính đâu. Có rất nhiều kẻ biến thái xâm hại tình dục, bề ngoài trông rất đạo mạo, nghiêm trang, có khi còn lịch sự, văn minh hơn người bình thường chúng ta. Lam Tuyết là một cô gái, để công khai chuyện này trước công chúng phải cần rất nhiều dũng khí. Chuyện này La Tu kiểu gì cũng có liên quan. Không, anh ấy thật sự không làm mà. Người cao ngạo như La Tu sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Anh, chị Chí Linh, hai người tin em đi. Hai người nhất định cũng phải tin anh ấy. Em bình tĩnh lại một chút được không? Chuyện này vẫn chưa có được kết luận mà. Đúng thế, La Tu là con át chủ bài trong tay Phương Ái. Cô ấy sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Em yên tâm, cô ấy sẽ giúp cậu ấy. Giờ bọn em đều rất nóng lòng, nhưng La Tu, anh ấy vẫn như không có gì xảy ra. Anh ấy nói, cái ngay không sợ chết đứng. Giờ anh ấy còn chẳng nghĩ tới chuyện giải thích. Nguy hiểm nhất chính là cứ cho là chị Ái muốn giúp anh ấy thật. Có khi anh ấy cũng sẽ không chấp nhận. Con người của anh ấy ghét nhất bị người ta kiểm soát, đặc biệt chính là chị Ái. Anh à, chị Chí Linh, chúng ta phải giúp anh ấy thật đó. Em thật sự hết cách rồi. Nếu bây giờ anh ta vẫn theo tính cách của mình, không chấp nhận sự giúp đỡ của bất cứ ai, anh ta không qua được Ái này đâu. Tinh Tinh, em tới nhờ bọn chị giúp. La Tu có biết không? Không biết. Cả việc anh ấy là anh em, anh ấy cũng không biết. Em không thể để cho anh ấy biết được. Alo, mẹ à. Mẹ làm xong thủ tục nhập viện chưa? Mẹ làm xong rồi. Vào ở rồi. Bố con đâu? Không đi với mẹ sao? Bố con à? Bố con vừa mới đi. Sao bố không ở viện với mẹ? Ông ấy nói đồ ăn bệnh viện không ngon. Ông ấy về nấu món ngon cho mẹ ăn rồi. Vậy một mình mẹ có được không? Không sao, con yên tâm đi. Tan làm xong, con tới bệnh viện ngay. Con không cần đến đâu, thật đó. Sao mẹ nói lại không nghe lời vậy? Nếu ảnh hưởng công việc của con, mẹ ở trong viện có yên tâm nổi không? Mẹ chỉ đi kiểm tra thôi. Có bố còn ở bên, con lo cái gì chứ? Hôm nay mẹ gọi cho con là muốn nói chuyện khác với con. Là chuyện gì? Con nhớ cô Trương đó không? Đồng nghiệp cũ ngày xưa của mẹ. Con nhớ là bà cô sắc số, chuyện gì cũng lo đấy à? Đúng đúng, chính là cô ấy. Cô ấy nghe nói con ở văn phòng luật, nên bảo họ hàng của bạn có việc muốn nhờ luật sư tư vấn. Cứ đòi mẹ địa chỉ của con bằng được. Có khi hôm nay cô ấy sẽ đến tìm con đó. Bạn của bạn của bạn thì mặc kệ thôi chứ. Mẹ con cũng chịu thua. Cô Trương của con gọi điện riêng cho mẹ. Lâm Phong. Vọng Vọng, bác sĩ gọi mẹ rồi. Vọng Vọng, con hứa với mẹ nhé,
Kể cả sốt ruột thế nào, con cũng phải nhịn đấy. Rồi, cứ vậy nhé. Để nó nghe thấy rồi à? Không, không sao đâu. Đi, tôi đẩy ông ra ngoài tắm nắng. Vọng Vọng, bố. Bố đang ở đâu thế? Bố đang ở nhà nấu cơm thôi. Bố nấu cho mẹ món ngon gì thế? Nấu món ngon. Này, con gọi điện kiểm tra sao? Không phải. Chuyện là đồng nghiệp của mẹ, cô Trương. Cô ấy lại sắp xếp công việc cho con. Cuối cùng cũng tới lượt con rồi. Bố biết ngay sớm muộn cũng có ngày cô Trương sẽ nhắm tới con mà. Con xem, con mới được làm chính thức. Cô ấy nắm thông tin nhanh thật đấy. Không hổ danh là bà Tám đa quốc gia. Đúng thế, bố nói xem, con cái mấy người đồng nghiệp của mẹ, có ai chưa bị cô ấy sai bảo đâu. Người ta làm IT thì bảo sửa máy tính cho cô ấy. Người ta làm trang hoàng thì bảo đến nhà cô ấy sửa sang. Còn một người, người ta học y thì bảo lấy số cho cô ấy. Giờ cuối cùng cũng dùng đến người học luật sư rồi. Kiểu người như cô Trương của con không giỏi chuyện gì, chuyện cần giúp đỡ không trông mong gì được. Nói tới làm hỏng chuyện thì cũng chuyên nghiệp đấy. Nếu cô ấy gọi người đến cho con thật thì con phải nhìn để nhé. Giúp được thì con giúp cô ấy, giúp không được thì từ chối cũng là một nghệ thuật. Con hiểu không? Không được cứng nhắc quá. Vâng, con biết rồi. Thế thì được. Không có gì to tát đâu. Làm việc tốt nhé. Mẹ có bố đây rồi. Dân dân, mọi người cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ tới ngay, được không? Con người anh ấy tuy bề ngoài không nói, nhưng trong lòng ai mà chịu được sự bao nhỏ này chứ. Chí Linh à, anh à, chúng ta phải giúp anh ấy thật đấy. Giờ vấn đề đã không còn là sự việc này có thật hay không rồi. Hướng dư luận đã cực kỳ bất lợi cho anh ấy rồi. Sự việc này sẽ rất khó xử lý. Chúng ta nghĩ thêm đã được không? Sếp, sếp. Có chuyện lớn rồi. Đột nhiên Dạng Xuân Mai muốn chuyển đi. Bác Lương không để chị ấy chuyển đi. Rồi hai bên động tay động chân, bảo chúng ta mau qua đó. Các cậu làm việc được lắm. Lúc tôi nhận việc này, hai bên vẫn còn nói chuyện được. Giờ ra tay luôn rồi. Các cậu càng hòa giải, mâu thuẫn càng lớn đó hả? Vậy em đi một chuyến. Được được, các cậu đi mau đi. Tinh Tinh, em cứ bình tĩnh. Cứ để chị Linh giải quyết, chị ấy có được kinh nghiệm hơn anh. Được rồi, anh đi làm việc đi. Ngồi đi, Tinh Tinh. Chị, làm sao đây? Em cũng đừng quá sốt ruột. Trong mấy ngày tới, chắc chắn là Tu sẽ hứng chịu các kiểu dư luận quanh tạc dội bơm. Mấy ngày tới bất kể ra sao, kể cả cậu ấy vô tội thì cũng rất khó chống lại áp lực này. Cái cậu ấy cần nhất bây giờ là một luật sư. Có luật sư là sẽ trả lại trong sạch cho anh ấy sao? Có trả lại trong sạch cho cậu ấy được không? Chị cũng không biết. Ít nhất cũng giúp được cậu ấy chống đỡ áp lực trong thời gian này. Hơn nữa bây giờ cần nhất là một nữ luật sư trẻ, đứng ở góc độ phái nữ để suy nghĩ về chuyện này. Ít nhất sẽ làm tăng độ đáng tin cho La Tu một chút. Cảm ơn chị. Vừa khéo chị có người đáng tin cậy. Vậy thì hay quá. Xin hỏi, luật sư Lưu ở đâu vậy? Ở đằng kia. Cảm ơn. Luật sư Tiểu Lưu à, chị là ai? Chị là vợ của Tiểu Mã. Cô Trương giới thiệu chị đến. Em giúp được gì à? Chị muốn nhờ tư vấn.
Mẹ chồng của chị đã ở vậy nhiều năm rồi. Bây giờ đang ở trong nhà của bọn chị. Chị muốn hỏi xem nếu mẹ chồng chị cải giá thì chồng chị và chị không cần có nghĩa vụ phụng dưỡng nữa, phải không? Phụng dưỡng cha mẹ là nghĩa vụ pháp lý con cái phải làm. Bất kỳ ai đều không được thay đổi dưới mọi hình thức. Sao lại có cái lý như vậy chứ? Thuyền theo lái, gái theo chồng. Bà ấy đã cải giá thì phải do ông chồng chịu hết trách nhiệm. Không thể cứ dựa mãi vào con trai mình được. Đó là con trai bà ấy. Bà ấy sinh ra, bà ấy nuôi dưỡng. Không nhờ con trai thì nhờ vào ai? Nhờ con trai là chuyện hiển nhiên. Hơn nữa còn được pháp luật bảo vệ nữa. Vậy nếu bà ấy chủ động từ bỏ quyền lực chúng tôi phụng dưỡng thì sao? Ví dụ như bà ấy ký một bản từ bỏ quyền lực con trai phụng dưỡng. Cũng được. Chuyện như thế này, dân không kiện, quan không xét. Chỉ cần bác gái không kiện loại con trai vô ơn cưới vợ quên mẹ này, ngoài bị người ta đàm tiếu ra thì cũng không ai làm gì được hết. Em xem, em nói kiểu gì vậy? Cái gì mà vô ơn với không vô ơn? Cuộc sống của chị với con trai bà ấy khó khăn thế. Còn đón bà ấy từ quê lên, lỡ bà ấy bị bệnh hiểm nghèo gì, em xem, cái nhà của bọn chị sẽ tan nát mất thôi. Alo, chị Xuân Mai. Em nói chị nghe, bà ấy lớn tuổi rồi, chị không được đánh trả đâu đấy. Chị đừng kích động. Chị đợi một chút, em tới ngay. Xin lỗi, em có việc phải làm. Luật sư Lưu, chị vẫn chưa nói xong mà. Luật sư Lưu, em đợi chị với. Luật sư Lưu, sao chị đứng dưới lầu thế này? Vừa khéo có bưu kiện của chị. Tôi lấy đưa chị nhé. Luật sư Lưu, chị mời cứ nghỉ trước đi. Anh đưa tôi đến phố Đông Hồ với. Luật sư Lưu, xe của tôi là để chở hàng, không phải để chở người. Tôi bảo anh này, anh mau lên đi. Chuyện nó liên quan tới mạng người đó. Gì nhỉ? Anh xem tôi là hàng của anh, rồi chở đi là được rồi. Vậy không được đâu, chạy xe không quy phạm. Thân nhân hay hàng lệ đấy chị. Tôi tự lái. Đừng, luật sư Lưu. Chị hãy ngồi sang bên cạnh đi. Luật sư Lưu, tôi nói chị nghe, chị phải bám chắc đấy. Lát nữa xe của tôi mà chị làm ngã, chị là luật sư, đừng có kiện tôi đấy. Đi mau lên. Dân dân. Chúng ta phải học hỏi luật sư Lưu ấy. Phương tiện công cộng cũng có sự tiện lợi của nó. Cô nói xem, sao hai bọn họ đánh nhau thế nhỉ? À thì em nghe điện của bác Lương, bảo là dặn Xuân Mai đòi chuyển đi. Rồi bác Lương sợ sau này không được gặp cháu nữa nên ngăn lại, không cho đi. Rồi nói dặn Xuân Mai, sao ta đánh bà ấy luôn. Trong dặn Xuân Mai cũng không giống người chủ động ra tay. Em cũng thấy vậy. Em đoán chắc là trong lúc xô đẩy nhau, có đẩy nhẹ một cái. Dù sao bác Lương nói chuyện cũng làm quá lên lắm. Trong điện thoại không lóc thảm thiết, cứ như con dâu bác ấy đã làm gì bác ấy vậy. Giờ em có thể tưởng tượng ra được bác ấy đặt đôi giữa con dâu với con trai và cháu thế nào. Có lẽ cả thế giới đều đang nói Dàn Xuân Mai là một người phụ nữ xấu xa. Bố cháu không giỏi giang, cuộc đời của nó có bị quỷ cũng là quỷ trong tay Trương Văn. Người phụ nữ này lòng dạ rắn rết, nó ác lắm. Dàn Xuân Mai đi tìm Lưu Vọng chưa? Em đã hỏi bác Lương, bảo là nửa tiếng trước Dàn Xuân Mai có gọi cho Lưu Vọng. Nếu cô ấy chạy đến từ văn phòng luật thì phải đổi sang tàu điện ngầm. Chắc không nhanh thế đâu. Nhân lúc này chúng ta đi ngay sau đó. Cô hãy giữ cho bác Lương bình tĩnh lại. Tôi đi tìm Dàn Xuân Mai nói chuyện, tranh thủ trước khi cô ấy đến xử lý cho xong Dàn Xuân Mai. Suốt cuộc em cũng nhận ra rồi. Thực ra bây giờ mình hòa giải dù tranh chấp mẹ chồng con dâu đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là chiến thắng khối thuốc nổ, đúng không? Khối thuốc nổ chẳng có gì quan trọng được không? Luật sư Lưu, không thể nào. Luật sư Lưu,
Dừng dừng. Luật sư Lưu, rốt cuộc chị đi đâu vậy? Cả đường chị cứ giục tôi, tới sắp bị bệnh tim luôn rồi. Tôi nói cho anh nghe, bình thường khi gọi xe đến đây không tới 100 tệ. Tôi đưa anh 100 tệ đó. Ngại lắm, chị lấy chỗ hoa quả kia đi. Không cần đâu, anh giữ mạng. Cảm ơn chị nhé. Đi đi, đi. Chân anh ngắn, tôi nhường anh. Nói chứ, tôi thấy cô khá đấy. Giờ cô giỏi rồi nhỉ, biết dùng phương tiện giao thông nhanh hơn rồi, phải không? Cảm ơn đã khen. Con người tôi thích cạnh tranh công bằng, chở khách bằng xe điện, có tốc độ nữa. Cô làm thế là biết luật còn phạm luật. Đúng vậy. Sao tôi lại biết rồi còn phạm luật như vậy? Dù sao anh tố cáo cũng quen việc dễ làm rồi. Anh cứ tố cáo với chủ nhiệm chúng tôi. Tiếp đi, tôi nói anh nghe. Loại người nhanh ở thời cổ đại không phải dân tới thì là phản đồ. Cô đợi đã, tôi tố cáo lúc nào? Lúc nào trong lòng anh tự rõ. Là một luật sư, cô nói chuyện phải có trách nhiệm đấy. Chính anh tố cáo sau lưng tôi. Loại người nhanh là phản đồ. Cô nói tôi sao? Thế còn cô ở sau lưng, cô nói với Dạ Xuân Mai thế nào về tôi vậy? Nói sau lưng của anh sao? Anh quan trọng thế à? Tôi nói anh cái gì vậy? Hà gì hảo hán, chỗ đương sự đánh nhau rồi. Tôi có thể giải quyết vấn đề đó trước không? Tôi nói cô nghe nhé, chắc chắn cô đã tẩy não Dạ Xuân Mai. Xuống chục chị ấy chuyển nhà. Cô biết cô làm như vậy là mang theo tình cảm riêng, và trong đó một cách nghiêm trọng. Không phải gì có một luật sư nên làm không? Tình cảm riêng là sao? Là vì Dạ Xuân Mai nói với tôi, bác Lương cứ bảo cháu bác ấy ngủ với bác ấy, ngày nào cũng nói xấu mẹ với nó. Tôi sợ đứa bé bị ám ảnh tâm lý từ nhỏ. Nếu nó bị ám ảnh thì phải làm sao? Sẽ ảnh hưởng tới nó cả đời. Tôi mới bảo chị ấy chuyển đi. Tôi nói cô nghe nhé. Và lúc này cô khiến bác Lương không gặp được cháu của mình, chỉ khiến mâu thuẫn của sự việc trở nên xấu hơn, biết không? Còn Dạ Xuân Mai, Dạ Xuân Mai nên vừa mất chồng vừa mất con sao? Cô nói nhằng nói cùi, nói bậy bà. Tôi không muốn nói với cô nữa. Tôi muốn nói với anh sao? Đi đi. Đúng là kỳ quặc. Đinh Ninh, đây. Không đụng vào cô nhé. Dàn xếp đấy à? Tôi nói nhé, nên đó nói chuyện bây giờ cũng phải giữ chân mực đấy, để ý cảm xúc của đương sự. Tôi là luật sư, cần nói gì không cần nói gì, cần anh dạy chắc. Đúng là kỳ quặc thật. Hai vị hảo hán, xem cái này trước đi. Tự đi mau đi. Cô đừng có dẫn cháu tôi đi. Mẹ cho con thừa thải cái nhà này còn gì. Con đi là được chứ gì. Cô không được dẫn cháu tôi đi. Tôi không để cô dẫn cháu tôi đi được. Con nói mẹ nghe, không được đi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, cẩn thận. Bác ơi bác, bác không sao chứ? Mọi người tới rồi à? Mọi người xem đi. Cô ấy ra tay. Cô ấy ra tay. Con, bác đứng dậy đã. Đứng dậy. Nào cẩn thận. Đứng dậy đã bác. Từ từ thôi, cẩn thận nhé. Cô ấy ra tay rồi. Bác không sao chứ? Để tôi. Mọi người xem, con dâu đánh mẹ chồng. Diễn, diễn tiếp đi. Mẹ diễn giỏi lắm. Trước đây mẹ cũng chia sẻ quan hệ giữa con với Đại Hà như thế. Con ra tay lúc nào chứ? Là mẹ ra tay trước. Bà ấy ra tay trước. Bà ấy không để gì đi. Cô ấy muốn dẫn cháu tôi đi. Tôi cản cô ấy lại. Rồi cô ấy ra tay luôn. Tôi chưa từng thấy con vừa đánh mẹ chồng bao giờ. Con không ra tay. Sao cô ác vậy? Ra tay nguy hiểm lắm. Hai người bình tĩnh lại có được không? Nào chị Dạng, tôi muốn chị đọc bức thư này trước. Vừa thấy ở cửa nhà hai người đó, chắc là của hai người. Tức chết mất. Lâm Lâm, Lâm Lâm bị bắt cóc rồi. Sao cơ? Lâm Lâm bị bắt cóc rồi. Cháu tôi, cháu của tôi, cháu của tôi xảy ra chuyện gì rồi? Cháu của tôi. Không phải chứ cháu ơi. Cháu của tôi làm sao vậy? Mẹ, con sai rồi. Chúng ta rút tiền ra cứu Lâm Lâm trước đã được không? Được, đi rút tiền. Hai người ơi, đi rút tiền. Chị Dạng, chị hãy bình tĩnh lại có được không? Tôi nghĩ bây giờ chị nên gọi điện cho trường học ngay, kiểm tra xem giờ Lâm Lâm có ở đó không, được không? Bác ơi, hãy bình tĩnh đã. Ngồi xuống đã. Nào, không, tôi đi rút tiền trước thì hơn. Tôi đi rút tiền đã. Bác đợi ở đây đã. Cô xem kỹ lại bức thư này đi. Phải làm sao đây? Lâm Lâm không có ở trường. Cô giáo bảo sáng nay tôi đã gửi quy trách cho cô, xin nghỉ cho nó. Nhưng mà tôi không hề gửi. Nó cũng không có lịch sử, thì có phải là dùng điện thoại của chị gửi xong xóa luôn rồi? Tôi hiểu rồi.
Tôi hiểu rồi. Dạng Xuân Mai à? Chính là cô. Cô đã giấu Lâm Lâm đi. Rồi cô vừa ăn cắp vừa la làng. Con không làm được khoản tiền này của tôi. Đừng ôm chị Dạng. Xin lỗi, chị nghĩ lại xem. Sáng sớm hôm nay có ai có khả năng dùng điện thoại của chị gửi tin cho cô giáo không? Chính là cô ta. Nếu mà không có lịch sử, chắc là dùng điện thoại của chị gửi xong, thằng bé đã xóa luôn rồi. Chúng ta xem kỹ lại bức thư này nhé. Tất cả chữ đây đều là chữ cắt từ trên tạp chí. Không thể nào. Lâm Lâm nhà tôi không phải loại trẻ con như vậy. Lâm Lâm cực kỳ ngoan, nó không làm ra được việc này đâu. Dạng Xuân Mai, có phải cô giấu cháu tôi đi rồi không? Mẹ đừng nói những lời như vậy nữa. Cô chỉ nhớ đến số tiền này thôi. Không phải con không làm. Tôi thấy bây giờ không phải lúc chỉ trích, trách móc lẫn nhau được không? Giờ việc quan trọng nhất là chúng ta phải tìm ra Lâm Lâm ở đâu. Trước mắt xem ra khả năng bị bắt cóc không lớn. Như vậy đi, tôi ra ngoài tìm thử. Nếu không tìm được, chúng ta bàn chuyện báo cảnh sát. Tôi đi cùng cậu, tôi cũng đi. Tâm trạng hai người bây giờ đều quá kích động. Đinh Ninh ở nhà họ, an ủi hai người họ. Tôi đi cùng với Lưu Vọng, chị cứ ở nhà đợi em. Hai bọn em ra ngoài tìm Lâm Lâm. Nếu không tìm được thì báo cảnh sát. Vì chị và bác, hai người biết tình hình, hai người dễ nói với cảnh sát, biết không? Hay là chị đi cùng nhé. Hai người yên tâm, đừng đi. Không được, lỡ xảy ra chuyện gì tôi đi cùng hai người được không? Tôi có thể nói với hai người thế này. Nếu đúng là thư bắt cóc, tại sao ở trong thư không nhắc một chữ nào tới vấn đề tiền chuộc? Nên là trước mắt xem thực sự là khả năng bắt cóc không lớn. Sẽ không sao đâu, hãy tin chúng tôi được chứ. Lưu Vọng, đi. Được, nếu gọi điện báo tôi biết nhé. Chị Dạng à, đừng sốt ruột, đừng lo, đừng lo. Bác ngồi xuống đã, nghỉ ngơi chút đã. Không sao đâu, bác yên tâm đi, yên tâm đi. Tôi nói cô nghe, giờ chúng ta không đấu nữa, phải đứng cùng một chiến tuyến, tìm đứa bé trước đã. Lái xe đi thôi. Trong thư viết, đừng sốt ruột, chị đừng sốt ruột dội. Nào, Lâm Lâm. Thế nào? Vừa nãy tôi đem đầu đuôi câu chuyện nói với cô giáo của chúng một lượt. Cô giáo sợ chết khiếp, gọi hết mấy em nhỏ bình thường hay chơi cùng với Lâm Lâm lại thẩm vấn một trận, phát hiện ra chính là do mấy thằng lõi này lên kế hoạch. Nói vậy thì Lâm Lâm chắc ở gần chỗ của chúng. Anh lại đáp đúng rồi. Anh nhớ lúc mới tới chúng ta đi qua một công xưởng bỏ hoang không? Đây chính là căn cứ của mấy thằng lõi đó. Trẻ con tới đây nguy hiểm lắm. Anh xem, tường cao vậy, làm sao mà chúng vào được? Chắc là chui vào từ đây. Thế chúng vào thế nào? Cô gầy thế, ngồi thử đi. Thế anh to sao? Đầu anh to thế, đầu anh không qua được. Qua bên đó xem. Dễ lên không? Nào. Rồi. Cao thế. Tôi xuống sao đây? Nào. Tôi không dám. Được rồi, đừng sợ. Nào, nhìn đấy nhé. 1, 2, 3. Rồi, cẩn thận nhé. Tôi nặng không?
Ai trốn trong pháo đài vậy? Lâm Lâm, Lâm Lâm, đừng chạy. Thả cháu ra. Chú làm gì thế? Bọn chú là bạn của mẹ cháu. Ai biết được cô chú có phải người xấu không? Cô chú thả cháu ra. Lâm Lâm, bọn cô không phải là người xấu. Mẹ cháu tên là Giàng Xuân Mai. Bà nội cháu là bà nội cháu. Rồi thì cô giáo của cháu là cô Chu. Bọn cô vừa từ trường học đến đây. Còn có bạn thân nhất của cháu là Từ Tử Hiên. Có đúng vậy không hả? Bọn cô tới đón cháu về nhà đó. Không về nhà đâu. Chết cũng không về nhà.